Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Tối nay kèm với ba kèm đi kiếm cá đồng về nha cô chú anh chị. Mình bằng việc nên mình không đi theo đó, mình sẽ quay lại kết quả cho cả nhà cùng xem nha. Đây kết quả này nha cả nhà. Ủa cô cá kia bự rồi cả nhà ơi. Họ có mười hả? Ruộng có lương nữa kìa. Lương hay lịch nữa. Này là con gì con lịch? Chê đổ hết luôn hả bạn? Ghê không? Ghê trời. Ồ quá chừng luôn. Ủa con rắn kìa. Lương giữ đây sao? Chọc cái gì đậm sướng luôn. Ê mang cái đường không đậm để sớm tép. Có con cua một hả? Trời cua hà kiếp nó dục rồi đó. Dục cao đó, cua à, dục đó. Trong lòng nói rồi, nói bài rồi kêu đi theo. Kêu con Phương đi theo lẫm cua không chịu. Ê, lấy bộ ra kém. Lấy ra kém kém. Lấy cua bộ ra kém. Rõ đâu? Dạ. Có trời, cặp cái chi trắng hả? Ừ. Chi vàng mà chi trắng không? Chi trắng. Trắng hả? Con cá rô mẹ kìa. Mời ăn, bắt ăn. Ủa ơi, đúng không? Mời giữ. Cái trắng đi nè. Ây da, trắng này cũng được. Ủa, sữa chi gì? Bắt ngay đi kem. Rửa đi. Là giờ bắt cá rô hả bạn? Ừ, rô nó bổ vào. Theo luôn đi. Trời ơi má. Má, trời đầm quá. Đeo vào tay không? Trời. Dính sữa. Chắc có được. Đụng thứ cái rô cứ nhứ là dính. Lúc mặn sợ nó còn đau thêm á. Ê. À, cái rô bự rồi cả nhà. Dạ, cái bự chích đau rồi đó. Kìa, ai ồn ghê kìa. Ờ, không? Bự vậy? Thích nó vậy chứ. Nãy không theo những ba rồi bắt cua. Cua quá trời. Đi nè. Trong cái lọt em có mấy con cua anh hả? Ôi giời ơi. Chắc ngành nó luôn. Chắc tập ngoài cũ á. Em bắt con cá không? Rồi nó bị chơi gì luôn á. Ủa, gì vậy? Cá nó có đi không kìa? Có. Em cho chào rồi. Bắt này giống như bắt qua hết luôn. Mắt nó sao đã vậy? Đang cầm nhẹ nhàng rồi nó tới nhẹ nhàng đúng không? Quá dữ rồi. Canh lóc đi. Con cá lóc kìa, bơ con cá lóc lên kìa. Cá lóc bự hả? Cá lóc mà. Chuyện bình thường thôi. Chồng con nó vậy kìa. Con này nữa nè. Quá trời. Con nữa hả? Ui con nữa hả? Bốn năm con hả? Ừ. Này cá rô mà. Rô lóc. Lóc quê. Cá chê hay cá chê trắng luôn. Cá rô. Ủa còn cá rô bự nữa kìa. Cầm lên kìa. Con có thích chưa? Rồi. Có đường nào hả? Đường cặp cá chê đó. Sao vậy nè? Nhiều á. Cái lương nữa đúng không? Quay lại kem. Xài. Ồ, cá rô. Quá đã. Trời ơi, nó nhảy. Ấp. Ấp. À,
xuống cái kiếm cái là có cá rồi ha. Quá ngon. Hay ăn được tháng tuổi không? Dạ ăn đi vậy. Dạ đi bắt cua. Đi đâu? Đi hồng còn hả? Đó. Video mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Cả nhà cứ thích video của mình xin hãy cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nha cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà nha.